giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, đúng như những gì mà Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời đã nhận định, ngay trong đêm thì Tiểu đoàn 1, đơn vị được xem là thiện chiến nhất của Trung đoàn 6, Sư đoàn 320 đã tập kích vào điểm co cụm của Tiểu đoàn Dù. Đánh đêm trên chiến trường đồi núi và cận chiến vốn không phải là sở trường của lính Dù, nên kết cục cuộc đối chiến này ra sao chắc ai cũng sẽ biết kết quả. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Cậu liên lạc của tiểu đoàn trưởng ngẩng đầu lên che mắt quan sát rồi nói lớn: "Em thấy rồi thủ trưởng, anh em mình nên thanh toán nó hay là gọi B-40 của đại đội 1 Tiểu đoàn trưởng gợi ý: "Mình chơi đi thủ trưởng." "Được, hay lắm, cơ hội để cậu lập công đấy. Bây giờ thế này, tớ sẽ bắn yểm hộ, cậu bò lên chừng hơn chục mét nữa rồi dùng lựu đạn mà đánh, được không?" Cậu liên lạc nhếch miệng cười trong ánh đạn lửa nhấp nhoáng. "Em chơi được." Tiểu đoàn trưởng liền khoát tay: "Vậy thì bắt đầu thôi. Đợi tôi đã nha. Khi nào tôi lên tới mô đá kia và bắt đầu bắn thì cậu giọt lên ngay nha." Nói xong, anh ôm súng lăn một vòng qua mé phải, rồi trườn nhanh như một con thằn lằn tới bên một tảng đá đã bị đạn pháo chẻ toát ra làm đôi. Anh kê súng lên nửa phiến đá còn lại, rồi nhắm vào khẩu đại liên của địch đang bắn như điên dại về phía mũi du hồi của đại đội 1. "Thằng xạ thủ này ngu quá. Đại liên bố trí trong công sự giả chiến mà nó cứ ngỡ như là đang trong bon ke vậy. Không chịu di chuyển, lại nghiến răng nghiến lợi mà bắn thế này thì sớm muộn cũng đi đời con à." Thực ra từ đây, anh có thể bí mật tiếp cận rồi cho nó một quả lựu đạn quá ngon. Nhưng thôi, hãy để cho cậu ngải có cơ hội lập công. Anh nghĩ vậy, rồi lấy đường ngắm, bắt đầu bắn từng điểm xạ ngắn về phía mục tiêu. Đại đội 1 đang tràn vào trung tâm trận địa phòng ngự của địch. Liên tiếp, những cụm lửa của thủ pháo lựu đạn và đạn B-40 bùng lên. Tiếng tiểu liên bắn găm, nghe đanh, chắc. Liếc nhìn về phía sau, anh thoáng thấy bóng ngải đang nhấp nhổm di chuyển. "Cậu bé lên rồi." Anh nhằm vào những ánh lửa tóe ra từ đầu nòng khẩu đại liên, rồi ghi súng, bắn một loạt dài. Vừa kịp nhìn nghe thấy tiếng ngải thét lên: "Mày đi đời này." Rồi liên tiếp hai cụm lửa bùng lên. Trong ánh chớp lửa, anh nhìn thấy khẩu đại liên và cả những xác địch bị hất tung lên. Ngải đã dùng lựu đạn đánh chính xác, nhưng liền đó, một xạ thủ B-40 nào đó cũng đồng thời tác xạ, hơi phí phạm một chút, nhưng chắc ăn. "Ngải, lên thôi!" Anh hét lên trong lúc tiếng hô xung phong của bộ đội ta cũng rền vang trận địa. Cậu liên lạc của anh vừa chạy vừa cao nhau: "Rõ ràng em ném lựu đạn trúng rồi, mà còn có ai đó bắn chồng thêm một quả B-40 nữa." Tiểu đoàn trưởng Thịnh cười gian: "Không sao, tớ sẽ ghi công lao cho cậu, được chưa? Giờ thì đi tìm đại đội trưởng đại đội 1 đưa lại đây." Ngải ngập ngừng: "Nhưng mà một mình thủ trưởng nằm đây có sao không ạ? À? Cái thằng này, tao là trẻ con chắc, đi nhanh lên. Hay là em gọi luôn cả tổ đại vô tuyến lên cho thủ trưởng nhé?" "Không cần, cái đó đã có chính quỷ canh hộ rồi, đi nhanh lên." Cái thằng không ngờ mới lên làm liên lạc có hơn tháng mà nó đã hay có ý kiến thế không biết. Nhưng ngải chưa kịp chạy đi thì một tốp chiến sĩ của đại đội 1 dẫn một đám tù binh từ trung tâm trận địa chạy ra. Đi ngay phía sau nhóm tù binh
là đại đội trưởng Nguyễn Xuân Phong. Nhìn thấy ngài, đại đội trưởng Phong hỏi luôn. Có chỉ huy tiểu đoàn ở đó không? Phong hả? Tôi đây. Tiểu đoàn trưởng Thịnh lên tiếng. Tình hình trong đó thế nào? Báo cáo tiểu đoàn trưởng, ta đã làm chủ trận địa. Trong đó có trung tâm chỉ huy của địch. Còn một số địch đang dạt sang hướng đại đội 2. Anh em đang tiếp tục truy quét. Hình như chúng tôi đã bắt sống được tên tiểu đoàn trưởng. Thằng nào? Phong chạy tới lôi một tên cao to mặt đen nhẽm khói đạn ra trước mặt tiểu đoàn trưởng. Tên này đeo quân hàm thiếu tá. Khi bị bắt, hắn còn đang dùng vô tuyến điện gọi pháo binh bắn thẳng vô trận địa. Gớm gì? Định chơi trò đánh xóa bằng trắng hả? Tiểu đoàn trưởng tiến tới dùng đèn pin rọi thẳng vào mặt tên sĩ quan địch, rồi rọi lên da áo và biển tên trên ngực hắn. Thiếu tá Huỳnh Xuân Thời là anh à? Viên sĩ quan dù khẽ gật đầu. Vâng, thưa ngài. Tốt lắm. Ông sẽ không sao đâu. Nhưng chớ có nghĩ tới chuyện trốn chạy đấy. Dẫn ông ta về phía sau giao cho chính quỹ. Mà này, ông đã kịp gọi pháo bắn vô đây chưa? Tôi đang gọi, nhưng chưa kịp bắt được liên lạc với trung tâm chỉ huy thì bị bắt. Ông nói thật chứ? Vì theo tôi thấy thì thương binh tử sĩ của các ông đang còn ngổn ngang trên trận địa đó. Điều này thì tôi nói thiệt. Nhưng không biết có vị sĩ quan nào kịp thông báo là trận địa đã bị tràn ngập hay chưa? Được rồi, đưa ông ta đi. Phong, anh quay lại ra lệnh cho anh em khẩn trương truy quét, thu dọn, rồi rời trận địa để phòng địch dùng quả lực đánh hủy diệt. Pháo địch vẫn bắn dữ dội, nhưng chưa thấy đạn pháo rơi vào nội vi khu vực trận địa phòng ngự của quân dù Sài Gòn. Điều đó chứng tỏ tên thiếu tá đã nói thật. Địch chưa biết trận địa đã bị tràn ngập, nên chưa cho pháo bắn vào trung tâm trận địa. Nhưng có thể điều đó không kéo dài được bao lâu nữa. Khi mất liên lạc lâu với chỉ huy trận địa phòng ngự, thì địch cũng dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nghe thấy tiếng súng vẫn vang rền ở hướng đại đội 2, tiểu đoàn trưởng Thịnh liền vẫy tay gọi cầu liên lạc. Ngải, đi thôi. Ta sang hướng đại đội 2 xem thế nào. Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh và cầu liên lạc của mình phải băng qua khu vực trận địa của địch mà đại đội 1 vừa đánh tràn qua để bắt kịp hướng tiến công truy quét của đại đội 2. Tiểu đoàn trưởng có linh cảm rằng đại đội 2 đã phát triển hơi chậm và dây chưa chặt. Rất có thể một bộ phận quân địch đã vọt được qua suối. Tuy biết chắc rằng nếu chúng lọt qua bên đó thì đã có quân của tiểu đoàn Nguyễn Hải Đông chặn đánh. Nhưng anh vẫn không cảm thấy hài lòng khi anh phải nhờ tới đơn vị bạn dọn dẹp giúp mình. Thủ trưởng, một thằng còn sống. Ngải bỗng kêu lên và ngay liền đó là một loạt tiểu liên vang lên. Tên địch kêu thất thanh một tiếng rồi ngã vật xuống ngay trước mặt tiểu đoàn trưởng. Cậu tinh mắt thật đấy. Tiểu đoàn trưởng khen khi chợt hiểu ra rằng vừa rồi mình đã bất cẩn. Tàn binh địch vẫn có thể còn ẩn náu đâu đó. Mình có thể bị bắn trong cự ly chỉ vài mét. Nếu ngải không tinh mắt phát hiện ra một tên địch vừa lớp ngớp bò lên từ trong một hố đại bác ngổn ngang xác chết. Nhưng cũng có thể đó chỉ là một tên lính sống sót qua một đợt tiến công vừa qua trong hoảng sợ đến tột độ đang cố tìm đường tháo chạy. Bất luận thế nào thì trong trường hợp đó ngải cũng phải nổ súng để bảo vệ tiểu đoàn trưởng của mình. Thận trọng đấy chú mày. Tốt nhất là thủ trưởng không nên lanh chanh đi trước em như thế. Cái thằng này láo. Cậu bảo ai lanh chanh à? Là em nói thủ trưởng hãy để em đi trước cho chắc ăn à.
Tiểu đoàn trưởng Thịnh suýt phì cười. Cái thằng này gớm thật. Nó có vẻ coi mình như là một lão già hậu đậu rồi. Nhưng vừa lúc đó một loạt tiểu liên AR-15 bỗng nổ xé ngay trước mặt. Ngãi chơi giới, rồi ngã sập xuống. Tiểu đoàn trưởng Thịnh vừa thoáng thấy một cái bóng giọt qua. Nhưng anh chưa kịp nổ súng thì đã thấy tên địch ngã vật xuống. Một chiến sĩ nào đó đã kịp nổ súng. Thịnh vội nhảy tới bên cầu liên lạc. Ngãi, cậu làm sao vậy? Bị thương rồi phải không? Anh vừa bế xóc cậu bé lên vừa lay gọi. Tiếng Ngãi thều thào trên tay anh. Em đã bảo để em đi trước cho chắc ăn mà. Mấy chiến sĩ của đại đội 1 cũng vừa chạy tới. Một người nhận ra tiểu đoàn trưởng liền hốt hoảng kêu lên. Đang còn địch, thủ trưởng lên đây làm gì ạ? Thịnh nhận ra đó là trung đội trưởng Quang của đại đội 1. Cậu kiểm tra vết thương cho thằng Ngãi, có vẻ nó bị khá nặng đấy. Trung đội trưởng Quang và một chiến sĩ vội đỡ lấy Ngãi, đặt cậu ta nằm xuống đất, rồi lần tìm vết thương. Bỗng Quang kêu lên. Nó chết rồi thủ trưởng ơi! Tiểu đoàn trưởng Thịnh lặng đi giây lát, rồi ra lệnh. Đưa cậu ấy về phẫu của tiểu đoàn, cho anh em lùng sục, tiêu diệt hết tàn quân địch, rồi nhanh chóng rời trận địa, đề phòng phi pháo. Trung đội trưởng Quang đáp rõ, rồi ra lệnh cho một chiến sĩ. Phan, cậu đi theo bảo vệ tiểu đoàn trưởng. Khi nào thủ trưởng về tới vị trí chỉ huy tiểu đoàn, thì cậu mới được về đơn vị. Trung đội cậu đã bắt được liên lạc với đại đội 2 chưa? Rồi ạ, có chừng 20 tên địch chạy ngược sang bên suối. Nhưng đại đội 2 đã kịp thời dây đánh, tiêu diệt gọn rồi ạ. Vậy thì tốt rồi. Tôi khỏi cần qua đó. Cậu khỏi cần phân công người đi theo tôi. Tôi sẽ cùng anh em đưa cậu Ngãi về phía sau. Trận đánh diễn ra như sấm rang chớp giật. Chỉ 30 phút kể từ khi dừng tập kích quả lực, bộ đội ta đã tràn lên, đánh chiếm xong các cụm phòng ngự của địch và tiêu diệt gần như trọn vẹn số tàn quân địch co cụm tại đây. Sau khi bị vùi dập bởi một trận mưa đạn súng cối, địch tại chỗ bị thương vong khá nhiều, nên sức chống cự rất yếu ớt và không còn khả năng phối hợp phòng ngự với nhau nữa. Phi pháo địch chi viện cũng không hiệu quả do hạn chế về quan sát liên lạc và do ta đã áp sát chia các đội hình địch rất nhanh. Tuy thắng lợi giòn giả, nhưng tiểu đoàn trưởng Thịnh cảm thấy không vui. Cái chết của cậu liên lạc Lê Văn Ngãi đã đè nặng trong lòng anh. Còn nhớ hôm nào, trước mặt chị gái cậu ta, giữa ngổn ngang thi thể của những cô gái thanh niên xung phong hy sinh trong trận bom B-52 rải thảm, anh đã dung tay giáng cho cậu bé một cái tát nảy lửa vì đã khóc nức nở như một đứa trẻ yếu hèn trong vòng tay của người chị gái vừa thoát chết. Sau đó, cảm thấy ân hận vì hành động bột phát đó của mình. Anh đã tìm cách đưa Ngãi lên làm liên lạc cho mình ở tiểu đoàn bộ, hy vọng sẽ có thời gian kèm cặp nâng đỡ cậu ta. Ai ngờ, ngay trong ngày đầu ra trận, vì bảo vệ anh mà cậu ta đã hy sinh. Thủ trưởng, hãy để em đi trước cho chắc ăn. Tốt nhất là thủ trưởng không nên lanh chanh đi trước em như thế. Những lời nói ngộ nghĩnh, đáng yêu và đầy tinh thần trách nhiệm của Ngãi vẫn vang bên tai anh. Chính trị viên Cấn Quy Phò là người hiểu rõ tâm trạng của tiểu đoàn trưởng Thịnh hơn cả. Anh lặng lẽ đến bên Thịnh, nhẹ nhàng, an ủi. Cậu bé đã chiến đấu rất anh dũng. Anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện này nữa. Tôi biết cậu ta là một người lính tốt. Trong trận,
cậu ấy cũng đã dùng lũ đạn diệt được một hảo điểm địch ngay trước mắt tôi. Nhưng rất có thể cậu ấy sẽ không chết nếu tôi không nóng lòng định chạy qua hướng đại đội 2. Tôi đã nhiều lần nói với các anh rằng khi vào trận, người chỉ huy phải tỉnh táo, biết kiềm chế và tuyệt đối là không nên chạy lăng quăng. Vậy mà hôm nay tôi đã không làm được như vậy, vì thế nên mới xảy ra chuyện. Hai người chỉ huy còn đang dở câu chuyện về sự hy sinh của cậu liên lạc, thì một trinh sát viên của tiểu đoàn hớt hải chạy tới. Tiểu đoàn trưởng đâu? Tiểu đoàn trưởng đâu? Tôi tìm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng vội lên tiếng. Ai tìm tôi đấy? Chỗ này. Anh nhấc đèn pin lên, xoay một vòng. Cậu trinh sát vội chạy tới, vừa thở hổn hển vừa báo cáo. Báo cáo các thủ trưởng, anh em đại đội 1 để sổng mất thằng tiểu đoàn trưởng rồi ạ. Tiểu đoàn trưởng Thịnh bật ngay dậy. Sao lại như vậy? Báo cáo thủ trưởng, lợi dụng lúc anh em sơ ý khi đang bàn giao tù binh cho trung đoàn, tên này đã cởi được dây trói rồi bất ngờ cướp súng của một chiến sĩ áp giải, bắn loạn xạ một hồi rồi lẫn vào rừng chuồn mất ạ. Có chết người nào không? Cũng may là chỉ có một chiến sĩ và hai thằng tù binh trúng đạn, nhưng mà không ai chết cả. Làm ăn như cứt. Tiểu đoàn trưởng giận dữ gian tục. Không quản lý được thì bắn chết cha chúng đi. Có phải nhẹ nợ không? Bây giờ thì biết ăn nói ra sao đây? Tôi đã trót báo cáo với trung đoàn là ta tóm được thằng thiếu tá tiểu đoàn trưởng rồi. Chẳng bỏ các ông ấy cười vào mũi mình. Chiều nay bên tiểu đoàn 2 họ tóm được cả 100 thằng á thì rõ ngon lành. Chính trị viên Pho tiến lại vỗ vai tiểu đoàn trưởng an ủi. Không sao, sổng mất một thằng thiếu tá, nhưng chúng ta có xác của hai tên đại quý trên trận địa. Và phía đại đội 3 vừa báo cáo là hai toán địch sống sót định chạy về Bản Đôn đều bị họ tiêu diệt gọn. Hai trung đội của Hải Đông tăng cường sang chưa phải dùng đến. Mình đánh thế cũng không tồi, phải không nào? Chương 8. Với khẩu AK-47 cướp được của địch trên tay, thiếu tá Quỳnh Xuân Thời lặn lội, chui lủi suốt đêm trong rừng, men theo trục đường 16 nhằm hướng căn cứ 31 mà đi. Tới rạng sáng thì anh mò vào được hàng rào căn cứ nhưng không dám vô, vì trời vẫn còn tối, sương mù dày đặc. Nếu bây giờ mà mò vô không khéo, bị đám lính cảnh giới thần hồn nát thần tính xả cho vài băng đạn thì rồi đời. Nên thiếu tá quyết định sẽ nằm chờ cho tới khi trời sáng rõ, sương mù tan mới tiếp cận căn cứ. Bây giờ mình đã là một sĩ quan bại trận, mất sạch cả quân lính, thì việc mang đầu về chịu tội với thượng cấp sớm hay muộn cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Căn cứ 31, điểm cao 543, là một căn cứ giả chiến được lữ đoàn thiết lập ngay từ ngày đầu cuộc hành quân, nay đã trở thành một cứ điểm quan trọng, nằm ở mạng Bắc Đường Chính, án ngữ phía Tây Bắc, cùng cứ điểm hành quân Bản Đông. Tại đây, có sở chỉ huy lữ đoàn, tiểu đoàn ba dù, các trận địa pháo và một vài đơn vị trợ chiến của lữ đoàn đóng quân. Tuy chưa kịp xây dựng thành một cứ điểm vững chắc, nhưng mấy ngày qua, căn cứ 31 cũng đã được nâng cấp thành một cụm phòng ngự liên hoàn, hy vọng có thể chống trả được các cuộc tiến công quy mô lớn của địch quân. Nằm trong một lùm cây ngay sát chân cứ điểm chờ trời sáng, thiếu tá Quỳnh Xuân Thời mới có thời gian tĩnh tâm nghĩ lại những giây phút kinh hoàng khi đơn vị
bị tập kích bất ngờ trong đêm. Thoạt đầu là một trận mưa đạn súng cối và DKZ với mật độ dày đặc. Khả năng sát thương lại rất lớn vì binh lính của anh đa số chỉ chuẩn bị được những chiếc hố cá nhân nông choẹn, mà khi đó thì hầu như tất cả đều cuốn Ponco nằm ngủ như chết trên mặt đất sau một ngày chiến đấu cực nhọc đầy những chết chóc bi thương. Vì thế, ngay từ những loạt pháo đầu tiên, đội hình của đơn vị đã rối tung lên. Binh lính la hét hoảng loạn, rồi mạnh ai nấy chạy giẫm đạp lên nhau để giành nơi tránh đạn. Lớp chết, lớp bị thương, tiếng kêu khóc rùm trời. Các sĩ quan mất liên lạc với chỉ huy các phân đội. Khả năng phản kháng, có tổ chức, đã bị triệt tiêu. Liên lạc với sở chỉ huy và các trận địa pháo vẫn được duy trì, nhưng sự chi viện quả lực trở nên vô vọng khi địch đã áp sát quá nhanh. Pháo vừa dứt là họ đã có mặt trên tất cả các hướng, và chẳng khó khăn gì khi nhanh chóng xuyên qua tuyến phòng thủ mong manh để thọc thẳng vào trung tâm trận địa. Đại quý Chu Hội, Trung quý Thao, Trung quý Tài, Thiếu quý Ngọ tử trận ngay từ những loạt đạn pháo đầu tiên. Đại quý Bình cũng chết ngay khi cố gắng chụp một trái lựu đạn rơi vào hầm chỉ huy khi địch quân bắt đầu tràn vào trận địa. Trong tình thế cùng quẫn, Thiếu tá Thời đã quyết định yêu cầu pháo binh bắn thẳng vô trận địa để một mất một còn với địch. Nhưng trong khi anh còn đang liên lạc bộ đàm với sở chỉ huy, thì địch quân đã nhảy được vào hầm chỉ huy, bắn chết nhân viên truyền tin và khống chế anh ngay tại chỗ. Tôi là thiếu tá chỉ huy tiểu đoàn, yêu cầu các ông. Anh chưa kịp nói hết câu thì một báng súng nện như trời giáng vào mặt. Anh đã ngã vật xuống đất liệm đi, và khi tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói ghì chung với hạ sĩ Bảo dưới giao thông hào. Lợi dụng lúc tên địch canh giữ, hai người né người tránh một trái pháo vừa bay giọt qua. Hạ sĩ Bảo áp sát người vô thiếu tá, nói nhỏ: em có con dao nhỏ ở túi quần ở bên đùi phải. Hai người cố xoay người áp lưng vô vách hào. Lợi dụng bóng tối, thiếu tá đã khéo léo moi được con dao nhỏ của Bảo. Nhưng anh chưa kịp tìm cách cắt dây trói thì cả hai đã bị tách riêng, rồi dẫn giải ra khỏi trận địa. Quãng đường chỉ vài trăm mét bị dẫn ra khỏi trận địa phòng ngự có lẽ là quãng đường đau đớn mà anh phải đi qua trong cuộc đời mình. Trong ánh lửa nhập nhòa của những đám cháy, anh nhìn thấy thi thể của đồng đội mình nằm ngổn ngang khắp nơi, mùi máu tanh nồng. Đây đó vẫn còn những binh lính bị thương đang rên rỉ kêu cứu. Nghe những tiếng kêu rên ấy, trái tim anh như thắt lại. Nước mắt bỗng trào ra, chảy chan hòa trên gương mặt anh. Lâu lắm rồi, anh mới lại khóc như thế này, mà lại khóc trước mặt kẻ thù nữa. Cũng may là trời tối, nên những tên địch dẫn dãi đã không nhìn thấy những dòng nước mắt ấy. Chừng khoảng một giờ đồng hồ sau, khi bị dẫn dãi khỏi trận địa, thì cơ hội xuất hiện. Đó là lúc địch tập trung chừng hơn vài chục tù binh dưới lòng một con suối cạn để chuẩn bị bàn giao. Một vài binh lính đã nhận ra anh, nhưng dường như chúng đã cố tình tản lờ, không chào. Có lẽ chúng muốn giữ bí mật thân phận cho sĩ quan chỉ huy. Chúng đâu biết rằng đối phương đã biết rõ điều đó, vì anh đã không kịp tháo cấp hiệu ra khỏi quân phục và cũng không kịp thay một chiếc sơ mi không có gắn cấp hiệu. Điều đó lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Anh đang nung nấu quyết tâm đào thoát để trở về đội ngũ tiếp tục chiến đấu. Anh tự thề với mình,
Nếu lần này mà trốn thoát, khi trở về lữ đoàn, anh sẽ xin nhận một án kỷ luật thật nặng, rồi xin được ở lại với quân dù, chiến đấu như một người lính để chuộc lỗi và rửa hận trả thù cho đồng đội. Lợi dụng bóng tối, anh nhẹ nhàng chuyển chiếc dao nhíp lên tay, mở lưỡi dao ra kiên nhẫn cứa vào chiếc dây giỏng đang trói hai tay mình hoặc về phía sau. Anh đã làm được. Chỉ vài phút sau, đôi tay anh đã tự do, lợi dụng lúc đám lính canh đang trộn rộn điểm tù để bàn giao. Nhanh như cắt, anh lao tới quật ngã tên lính gác gần nhất, giành lấy khẩu AK-47, quơ súng lên quét một loạt đạn, rồi nhân lúc cả đám tù binh lẫn lính canh đang còn choáng váng chưa biết chuyện gì xảy ra, thì anh đã giọt vào rừng gần đó rồi mất hút. Đám lính dẫn giải tù binh không truy đuổi theo, mà chỉ bắn vu vơ vài loạt vào rừng rồi thôi. Có lẽ chúng cũng chưa biết kẻ vừa trốn thoát là một sĩ quan cấp tá của binh chủng nhảy dù, nên không tỏ ra quyết tâm truy lùng. Một tiếng đồng hồ sau, anh đã thoát ra tới đường 16 và cứ men theo đường nhằm hướng căn cứ 31 mà lần mò đi tới. Giờ thì anh nằm đây trong cái giá lạnh của rừng Lào. Trời đang sáng dần nhưng sương mù vẫn còn dày đặc. Những chiếc C-130 bay cảnh giới ban đêm đang quể quải thả những chiếc đèn dù cuối cùng rồi bay về căn cứ. Những khẩu pháo từ căn cứ 31, từ Bản Đông, từ căn cứ biệt động quân phía Nam cũng đã thôi bắn. Bầu trời phút chốc bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời còn đang băn khoăn chưa biết đã đến lúc mình vào căn cứ hay chưa, thì bỗng nghe có tiếng động. Anh thu mình lại, cảnh giác trong súng lên chờ đợi. Những tiếng lao xao nổi lên rõ dần, rồi anh nhìn thấy một tốp lính dù chừng 5-6 người đang lóc thóc chạy tới trước mặt mình. Muốn sống thì đứng lại. Thiếu tá Thời nhảy ra trước mặt đám lính, quơ súng thét lên. Bị bất ngờ, đám lính đứng chết lặng. Có đứa vội vã giơ hai tay lên trời, nhưng cũng may còn có một cậu lính đã nhận ra người mình. Thiếu tá, bọn em đây mà. Ngồi xuống đó đi. Các cậu chạy thóc chạy tháo lên căn cứ vào lúc nhập nhọn như thế này thì chúng nó bắn chết ngay đó. Đám tàn quân của thiếu tá Thời đã hoàng hồn. Chúng mệt mỏi, rã rời, ngồi bệt cả xuống đất. Mặt mũi đứa nào cũng hốc hác, sạm đen khói đạn. Còn có chừng ni thôi sao? Thiếu tá Thời hất hàm hỏi. Một hạ sĩ nhìn quanh rồi ngao ngán lắc đầu. Tụi em cũng không rõ còn có ai thoát được nữa không? Thiếu tá thở dài. Tiểu đoàn hơn 500 quân mà còn nhiêu thôi. Số tụi bay đỏ lắm đó. Thôi, chỉnh đốn lại trang phục đi. Lao qua cái mặt cho tử tế một chút để chuẩn bị lên căn cứ. Nói rồi, ông cầm khẩu AK-47 lên, cười ha hả. Dù sao thì tiểu đoàn ta vẫn còn giữ được chút sĩ diện vì chưa mất người chỉ huy và còn thu được cả chiến lợi phẩm nữa. Những người lính lặng nhìn thiếu tá, không một ai dám nhếch mép cười theo vì họ đều nhận thấy trong tiếng cười của ông chất chứa những đắng cay thống khổ và uất hận. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đối Chiến. Phần này có tựa đề Đối Chiến Trên Đường Lửa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.